nó đảo. Rồi. Tới sân để test diều nha các bạn. Diều gắn của mình nè. Đây là diều đại bàng của em này nha. Diều gắn nhỏ xíu à. Giờ sẽ ra thử luôn nha. Muốn vô cùng này nha các bạn. Cái đuôi dính liền kìa. Dính keo quá. Chạy. Gió yếu hả? Con này hơi nặng nha các bạn, gió yếu lên không nổi rồi. Gió lên kìa. Nhanh 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 em. Gió lên nha các bạn. Trời ơi trời. Gió dây. Wow. Anh lắc lắc làm sao vậy? Gắn nó uống thuốc lắc xong hay gì á, lắc lắc. U lên cũng đẹp hết chứ. Cam mình nắng ít quay không đẹp nha các bạn. Gì câu? Cái đuôi như con lãi chứ không phải gắn nha các bạn. Đầu gắn đuôi lãi. Ê cái gì vậy? Ẩu vãi. Gắn luôn thuốc lắc nha các bạn, quá trời lắc rồi. What the hell. Cho mượn con dây của bạn đi, phải tốt hơn không? Mình mượn con dây của bạn công mình nối vô cho nó dài nha các bạn. Cùn mình thấy nó hơi đảo á. Nghĩ thêm cái cùn này vô nó cũng đảo nữa. Được không? Một. Mà như gió chưa qua tới. Tôi chạy cho công, bạn cầm máy đi. Trời lâu quá. Đây. Rồi nó bị kêu về làm lại cái mới đi. Lên nha các bạn ơi. Ơi nó đảo. Ê, ê. Rồi. Anh buông ra anh. Dưới rồi dưới dây vô cây rồi. Wow, tự nhiên cũng cuối nó lên nha các bạn. Mày đẹp quá. Mày đẹp quá. Dưới con dây vô cái cây rồi. Thấy báo lắm rồi đó. Buông ra anh. Gối dây giờ thành. Mượn trải nghiệm thứ đây. Rồi. Dính dây vô cây rồi. Ra nè, sao dính được. Ồ. Dây hơi nặng nha, dìu hơi nhỏ. Kéo dây không nổi. Dìu này thả hết dây không nổi. Dìu gắn đuôi lãi nha các bạn. Wow. Nhìn kìa tí. Wow, đẹp lắm nha các bạn ơi. Tại nay hết nắng rồi, quay nó hơi xấu nha. Bye bye. Thank you.
các bạn mà thấy camera quay xấu quá cho tiền mình mua cái camera mới nha. Mình không có tiền rồi. Sau này. Hát dây thử đi không? Dây đụng quá nha các bạn, tại nhiều này mình làm bằng giấy nó hơi nhỏ nữa. Nó cản gió không có nhiều. Ồ, lên. Ở dưới nó hơi lạng mà lên nó đầm đó nha các bạn. Wow. Quá là đẹp. Wow, đẹp quá. Cái đuôi kìa. Ra đi méo qua đây nha các bạn, nó đổi hướng gió rồi nha. Mặt nghe rút lại không? Cũng được. Wow. Có mây khá đẹp nha các bạn. Đám mây gì chen lốc xoáy luôn. Wow. Đang hu dây lại nha các bạn, tối rồi. Mời mình sẽ làm thêm một cái video nữa nha. Dịp gắn đại chiến đại bàn nha. Wow. Quá. Yeah. Gió rồi các bạn ơi. Wow, hạ cánh thành công. Vô bùi lụm rồi. Chân đụng nước luôn. Cho nó xuống nước. Cho nó nước. Wow. Rồi. Trời cũng tối rồi nha các bạn. Mình sẽ kết thúc video test dìu gắn tại đây nha. Mấy bạn hãy hãy like và đăng ký để mình có động lực để ra thêm video nha. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye.